Sớp Đồ Sư Khải Hoàn xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay sớp xin giao lưu với quý cô chú anh chị là bàn quay đá bào xưa còn sử dụng được ha, và ly đựng si gô đá bào ly khía hồi đó, ly uống trà khía, cây đập nước đá bằng gan nhôm. Tất cả đều sử dụng tốt, hàng mua trong nhà văn ra hay cô chú anh chị. Sớp Đồ Sư Khải Hoàn tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, số điện thoại 0914862110, đó là số Zalo và cũng là số Facebook. Sau đây em xin vào chi tiết từng món và giá cụ thể để cho quý cô chú anh chị tiện theo dõi. Ly khía uống trà ha, ly này là ly xưa, tình trạng là lành. Ở dưới đáy của cái ly có đóng chữ phước đây. Đường kính miệng là khoảng 5 cm, chiều cao là khoảng 7 cm. Em xin giao lưu với cô chú anh chị là ly này một chục 10 cái là 250k cộng ship nha cô chú anh chị, shop bao bể vỡ luôn. Tiếp theo đó là ly uống trà đá hay ly si gô đá bào á, ly này là size chung cô chú anh chị, đồ xưa, ở dưới đáy có chữ phước đây, tình trạng là lành. Ly xe chung này có chiều cao là 10 cm, đường kính miệng là 7 cm. Rồi em xin giao lưu với giá là 300k trên 10 cái ly khía xe chung. Tiếp theo là cũng là ly khía này là xe lớn hay cô chú anh chị, ly này cũng là ly xưa luôn, cái này thủy tinh trắng ha, có loại thủy tinh xanh nữa, ngoài em hết rồi, có logo quả địa cầu ở đây thì cái logo hình ngôi sao. Ly này có kích thước và cao là 14 cm, đường kính miệng là 8 cm. Ngày em xin giao lưu với giá là 400k trên 10 cái cộng ship, 400k trên 10 cái cộng ship. Tiếp theo là 10 cái ly thủy tinh màu xanh, xanh da chai, này cũng đồ xưa, mua từ nhà văn ra, kích cỡ thì nó cũng tương đối, nó không có đều tại vì nó nhiều loại hay cô chú anh chị. Ly này cái đáy có chữ dạng nè, ly này có đáy là chữ K với chữ T, còn cái này thì cái đáy có một chữ phước, màu xanh dây chai. Thì ly này cũng chiều cao là khoảng 13.5 cm, đường kính miệng là khoảng 8 cm. Xin giao lưu với giá là 10 cái này với giá là 400k cộng ship thôi cô chú anh chị, 400k cộng ship. Tiếp theo là cũng là ly khía, này là size lớn hay cô chú anh chị, ly này cũng là ly xưa luôn, cái này thủy tinh trắng ha, có loại thủy tinh xanh nữa, ngoài em hết rồi, có logo quả địa cầu ở đây thì cái logo hình ngôi sao. Ly này có kích thước là cao là 14 cm, đường kính miệng là 8 cm. Ngày em xin giao lưu với giá là 400k trên 10 cái cộng ship, 400k trên 10 cái cộng ship. Món em xin giao lưu tiếp theo với cô chú anh chị là cây đập nước đá ha. Cây đập này thầy bao cấp nha cô chú anh chị. Này là bằng gan nhôm. Loại này là loại gan nhôm thời bao cấp chứ không phải là những cái miếng nhôm lấy từ trái sáng ra ha cô chú anh chị. Một số anh chị hỏi thăm cái này là phải đồ kỹ giặc chiến tranh không,
thì em trả lời là không phải cái giặc chiến tranh, đồ này là đồ bao cấp. Đường kính của cái đập nước đá, kích thước của cái đập nước đá này là dài 17 và chiều ngang là 5 cm ha cô chú anh chị. Rồi cái này em xin giao lưu là 100.000 một cây ha. Quý cô chú anh chị nào có nhu cầu đặt hàng thì alo hoặc inbox qua số điện thoại 0914862110, đó là số Zalo và cũng là số Facebook của shop đồ xưa Khải Hoàng. Này là cái gạt tàn thuốc bằng thủy tinh xía nè cô chú anh chị. Đồ này cũng đồ xưa, không phải đồ mới làm bây giờ ha. Xài ngon lành. Gạt tàn này có kích thước là 85 vuông. Tình trạng là lành. Giá 100.000 một cái cộng ship. 100.000 một cái cộng ship. Tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là bàn xây đá bào loại nhỏ. Loại nhỏ thì hiện tại bên em có 3 cái. 3 cái nhỏ. Tất cả đều sử dụng được. Quay ngon lành ha cô chú anh chị, bỏ cục đá vào là bào thôi. Cái nào cũng xài ngon lành ok hết. Kích thước của cái bàn xay này là tới cái tay quay là 30 cm, chiều ngang, chiều cao là khoảng 43 cm. Hiểu có hình con thiên nga hay con chú anh chị. Rồi giá em xin giao lưu với cô chú anh chị là bàn xay đá bào loại nhỏ này là 450k một cái cộng ship. Shop đồ xưa Khải Hoàng hiện có 3 cái loại nhỏ, 450k cộng ship nha cô chú anh chị. Món cuối cùng em xin giao lưu với cô chú anh chị trong ngày hôm nay là hai cái bàn xay đá bào loại lớn, đồ xưa trước 75, tình trạng còn lành, sử dụng tốt. Cái này là 1969, mấy chục năm mà vẫn còn xài tốt ha cô chú anh chị. Thấy còn cái tem nhãn ở đây luôn. Đế này là bằng đồng thau ha cô chú anh chị, cái mặt này nè. Sử dụng ngon lành. Rồi tiếp theo là cái bên đây, cái bên đây thì cái nước sơn nó hơi cũ hơn một chút. Cái nào cũng xài ngon lành hết. Cái này là bằng đồng thau thôi cô chú anh chị. Về bao dầu mỡ vào đây cái là xài thôi. Ok. Cái này được sản xuất vào năm 1968 đó cô chú anh chị. 1968. Còn hiệu ở đây nè. Kích thước của cái này chiều cao là khoảng 60, chiều ngang từ cái tay quay qua bên đây là khoảng 28 cô chú anh chị. Cân nặng là 15kg một cái. Rồi em xin giao lưu với cô chú anh chị là một cái bàn xay đá bào như vậy là với giá 1.800.000 hay là 1.800.000 cộng ship. Hàng nặng nên shop không có ship được. Thì quý cô chú anh chị nào có nhu cầu đặt hàng thì alo số điện thoại 0914862110, đó là số Zalo và cũng là số Facebook. Rồi clip của em đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi và ủng hộ shop trong thời gian qua. Xin đừng quên đăng ký kênh để được xem nhiều video clip tiếp theo.
xin kính chào và hẹn gặp lại.